Tối ngày 9 tháng 9, Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành văn bản số 156 báo cáo về sự cố sập trôi cầu Phong Châu trên quốc lộ 32C do ảnh hưởng của bão số 3, trong đó nguyên nhân đã được xác định. Theo báo cáo, do nước sông lên cao, chảy xiết, vào khoảng 10 giờ 2 phút ngày 9 tháng 9, cầu Phong Châu tại km số 18+300 quốc lộ 32C kết nối hai huyện Tam Nông, Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ bị sập, cuốn trôi trụ T7 và hai nhịp giàn chính, nhịp 6 và nhịp 7 phía bờ hữu sông Thao thuộc địa bàn huyện Tam Nông. Ngay sau khi xảy ra sự cố, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ đã có mặt tại hiện trường, chỉ đạo huy động các lực lượng chức năng, công an, quân đội, y tế, nhân dân địa phương triển khai ngay các biện pháp khẩn cấp để cứu người, ứng phó, khắc phục sự cố. Sơ bộ ban đầu xác định tại thời điểm xảy ra sự cố có 10 phương tiện đang di chuyển trên cầu, trong đó một xe ô tô tải, hai xe ô tô đầu kéo, 6 xe mô tô, 1 xe máy điện, 8 người mất tích, đã cứu, đưa 3 người bị thương đi cấp cứu tại cơ sở y tế. Do nước lũ dâng cao, chảy xiết nên việc triển khai các biện pháp tìm kiếm cứu nạn gặp rất nhiều khó khăn, chưa xác định chính xác về số lượng phương tiện và số người bị mất tích. Sơ bộ ban đầu xác định tại thời điểm xảy ra sự cố có 10 phương tiện đang di chuyển trên cầu, trong đó 1 xe ô tô tải, 2 xe ô tô đầu kéo, 6 xe mô tô, 1 xe máy điện, 8 người mất tích, đã cứu, đưa 3 người bị thương đi cấp cứu tại cơ sở y tế.